Sáng nay, đoàn công tác do đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 43 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 tại huyện Nho Quan, cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Thực hiện nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các văn bản của cấp trên, Ủy ban Nhân dân huyện đã quán triệt triển khai tới các phòng ban, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng ban ngành có liên quan tổ chức rà soát, thẩm định, lập danh sách các hộ nghèo được thụ hưởng và thực hiện kịp thời. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi và phụ trách các thôn xóm, tổ dân phố trong việc tổ chức triển khai chính sách. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ các hộ trong quá trình xây mới và sửa chữa nhà ở. Qua rà soát, toàn huyện có 154 hộ đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở, trong đó có 111 hộ xây mới, 43 hộ sửa chữa. Đến nay có 96 hộ đã khởi công xây sửa, đạt tỷ lệ trên 60% so với tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ trong năm. Các hộ còn lại đang tập trung chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện để triển khai theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đoàn công tác đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện nghị quyết 43 trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng theo quy định và văn bản hướng dẫn của các sở ban ngành liên quan. Bên cạnh đó cũng nêu lên một số giải pháp để huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết, đảm bảo hoàn thành xây dựng sửa chữa nhà ở trước ngày 30 tháng 9, như hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp kinh phí hỗ trợ, hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định, tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ nguồn lực. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Hà ghi nhận sự cố gắng và cuộc quyết liệt của các cấp các ngành trên địa bàn huyện trong triển khai thực hiện nghị quyết. Nhấn mạnh, đối tượng hộ nghèo không có sinh kế ổn định, gặp rủi ro trong cuộc sống, bị bệnh tật, kinh tế rất khó khăn nên huyện cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm lo giúp đỡ. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghị quyết, triển khai thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời cấp kinh phí theo quy định. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn cho các hộ, tiếp tục rà soát, thống kê những đối tượng đủ tiêu chuẩn để đưa vào danh sách thụ hưởng, từ đó tạo được niềm tin và sự phấn khởi cho các hộ, giúp họ yên tâm xây mới, sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo.